Xin chào bạn, tôi Tú Phan, đang nhận bạn trên trang web là fankinh.com. Thì video trước nó hơi dài nên tách ra cái video này tôi nói thêm một chút nữa. Những cái này thì từ từ bạn làm bạn mới biết thôi. Cái page scope này là chúng ta dùng để tạo ra một cái nhân vật mới, nó có ít đường lưới ha. Thường là dùng để chúng ta, ví dụ như bạn có những cái phần mềm có những cái phần mềm 3D khác bạn, ví dụ như bạn làm bằng phần mềm Xerox hay gì đó và muốn nhập cái file vào đây thì cái file đó đường lưới rất là cao, thì bạn chỉ cần click lên cái thì tự động nó sẽ tạo ra một cái đối tượng mới, nó sẽ có ít đường lưới hơn. Đây nào, Space Cube tạo ra một đường lưới, tạo đối tượng mới có đường lưới hơn nhưng mà cái độ chi tiết vẫn giống như đối tượng cũ. Thì khi nào bạn có cái file bên Xerox thì bạn nhập vô thì tôi làm, nó đặt tên rồi nhấn nhấn pay là xong thôi bạn. Đặt tên rồi lưu đó, đặt tên file file này phải ảnh đó, rồi nhấn chữ pay là xong thôi. Scope symmetry là giả sử như bạn lỡ bạn nhào nặng á, nãy lúc mà bình thường người ta nhào nặng ta sẽ bật cái link symmetry với cái symmetry lên, nhưng mà lỡ vô tình ta quên, mà ta quên thì ví dụ như giờ tôi sẽ bỏ liên liên kết, bỏ đối xứng ha, tôi sẽ dùng eraser tôi xóa đi. Ồ, như tôi làm cho cái này nó phẳng rồi đi bạn. Sao tự nhiên chán mắt quá. Như tôi làm cái này nó quậy quậy gì đi ha. Rồi thì tôi muốn copy cái tay mà đúng bên đây nè, từ đây qua thì làm sao, thì bạn sẽ chọn cái này được cái hộp thoại này, sau đó là đối xứng, bạn muốn đối xứng theo trục gì bạn x y z thì bạn click vô đây. Thì tôi đang đối xứng là theo trục x nè ha, những cái hướng màu đỏ nè là trục x. Rồi là copy từ đâu qua đâu bạn, bên nhìn cái trục x đây là bên nè, nhìn kỹ cái bạn muốn định hướng á, nhưng bạn mới nhìn kỹ nè, nó đây là x y z nè. Trước tiên ta xác định cái trục nó là trục x là đúng rồi. Thứ hai xác định cái hướng nó đang hướng theo hướng này nè, nó hướng này x, hướng này là x dương nè, nó x dương. Còn bên phải cái hệ trục độ thì hướng này là x gì bạn, x âm, x này với dấu trừ. Thì chúng ta muốn copy từ x dương với x âm thì ta chọn gì bạn, chọn x dương nè, đang chọn x âm, chọn x dương nha, chọn x dương đây, nhấn này. Ô lộn, ta muốn copy mirror tool nghĩa là copy tới đâu bạn, tôi nhìn tôi vẫn lộn ha, Ctrl Z lại đi. Mirror tool nghĩa là copy đối xứng đến đâu ha, mặc định ta đang là x dương là đúng rồi, ta muốn đối xứng qua cái x âm, như x âm ta muốn copy vào đây nè, thì ta chọn x âm, mặc định là x âm đúng rồi, ta nhấn đây. Rồi thấy chưa, thì tự động nó sẽ copy cho chúng ta từ bên x dương nè, đây là x dương qua bên x âm. Nó trường hợp lỡ ta quên cái bật cái năng symmetry mà ta vẽ một bên thì ta dùng cái này nó xứng được hết các bạn, tổng cộng là tới 6 hướng, ba trục x y z mà mỗi trục có thể nó sẽ có hai hướng dương âm, thì tổng cộng tới 6 hướng. Rồi rosette mesh này là tương tự bên Xerox thôi, Xerox nó cũng có tính năng rosette nữa, nghĩa là trường hợp chúng ta sẽ có hai đối tượng, ta muốn copy cái chi tiết từ đối tượng này qua đối tượng kia thì dùng cái này. Cái này chừng nào có bài tập thì tao sẽ nói sao, nó cũng hay lắm bạn. Nghĩa là chúng ta sẽ có hai đối tượng, một đối tượng nó có đường lưới rất là chi tiết, và một đối tượng thì chúng ta sẽ sử dụng đi lại đường lưới, rồi dùng retrovery á, ta đi lại đường lưới có mắt mũi miệng cho đúng rồi, nhưng mà bù lại là chi tiết rất là ít. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái này để copy từ cái đối tượng có chi tiết nhiều qua đối tượng có chi tiết ít, dùng nào. Còn này là bỏ tính năng unsubdivide. Còn cái unsubdivide này trường hợp các bạn nhập cái file từ những cái phần mềm khác vào, ví dụ như là Xerox gì đó, thì bạn click cái này thì nó tự động nó sẽ chuyển thành cái file SIGMA4D, nghĩa là cái file chúng ta sẽ có như đối tượng gì nè bạn, đối tượng globally kèm theo cái thẻ scope nè, nó là bạn sử dụng cái tính năng này. Ok ha, những cái đó quan trọng lắm mà khi nào thực làm thực tế thì tôi hướng dẫn bạn nó hay hơn. Giờ nói sơ thôi. Rồi quay lại cái vấn đề chính của video này, chúng ta sẽ nói về cái phần layer, lớp layer nè. Hiện tại bình thường anh ta làm từ nãy giờ video trước ta làm thì base layer có tên là space object nè. Level 6 là bạn 6 cấp độ nè, ta giảm xuống đi nhiều quá đó, thấy chưa. Bình thường nếu mà bạn làm thì bạn muốn chỉnh sửa tổng quát thì bạn sẽ giảm đường lưới thứ gì, sau đó bạn chỉnh sửa, bạn chỉnh sửa cái gì đó không biết, ví dụ tôi chỉnh sửa cái này nó có cái đuôi đi, nó dù gì tôi bật theo cái hướng grab này, tôi bật theo cái hướng chuột đi, cái hướng kéo theo cái hướng chuột nè, nó thấy chưa, theo hướng chuột. Rồi thì ví dụ gì hả bạn, ví dụ ta kéo được cái đuôi gì thì
Sau khi bạn làm xong mà hãy tăng cái đường lưới lên, tăng độ chi tiết lên để chúng ta chỉnh sửa những cái chi tiết của cái đuôi, ví dụ vậy nó thì nó hiển thị cái level đây. Đây là cái cường độ của cái file này chăm chăm khóa lại, không muốn cho ai chỉnh sửa. Còn cái mặt nạ, trường hợp bạn có cái mặt nạ thì nó sẽ hiển thị đây, ví dụ tôi vẽ cái mặt nạ gì đi đó, thì nó sẽ hiển thị bật hay tắt cái mặt nạ này vậy thôi. Rồi giờ ta hiện tại có một laser của ông, tôi click vô đây thì nó sẽ thêm ta một cái laser mới nè, nó laser thấy chưa, laser nguyên tắc hiển thị thì từ trên xuống dưới đây. Ví dụ như cái laser này laser cơ bản là chúng ta sẽ để cái đường lưới ít thôi, ví dụ vậy. Rồi nó hoặc cái laser này là cái laser bình thường, một cái nhân vật chúng ta chưa có bạn quần áo, còn cái laser này bạn mới làm theo cái laser mới nè, thì cái laser này chúng ta sẽ có thêm cái quần áo nó cho nhân vật này. Bạn cứ thêm nhiều laser thôi, ví dụ như laser này là laser cơ bản, rồi laser bạn thêm laser nữa thì cái laser tiếp theo này là bạn sẽ thực hiện cái việc là vẽ cái quần áo, vẽ cái quần hay dù gì. Rồi bạn thêm một cái laser nữa, cái laser tiếp theo ta sẽ vẽ tóc nó, mỗi cái laser ta sẽ làm một cái bộ phận riêng, rất là hay các bạn, rất là hay. Rồi nhiều laser, ví dụ như cái quần riêng là cáo riêng bạn muốn gộp lại thì bạn link cái thư mục này, cái folder này bạn gộp chung hai cái thư mục này luôn vào trong đây, lo vô đây nè nó. Thì cái thư mục này nó sẽ chứa hai laser con bên trong, là laser quần, laser áo nó, ví dụ vậy. Bạn muốn tắt nó ẩn đi thì bạn click vô đây để ẩn tắt nó, rất là hay ha. Bạn muốn xóa cái nào thì bạn click vô nó và bạn nhấn delete cho xóa thôi. Đây là cái thùng rác nè, chọn cái laser đó nhấn delete xóa. Nó có tính năng gộp laser tương tự như Photoshop thôi, clear laser này không phải là xóa laser bạn, thùng rác mới là xóa. Clear laser này có nghĩa là cái laser bạn đang chỉnh sửa gì đó thì bạn nhấn vô clear thì nó sẽ xóa hết toàn bộ, quay về mặc định gốc của ban đầu. Quay về mặc định gốc ban đầu thì bạn chuyển từ bên cái này nè, từ bên cái polygon chuyển qua bên cái nhào nặng nó, thì chọn nó là clear ha, clear làm sạch laser, quay về cái giao diện gốc ban đầu. Còn cái thùng rác mới là xóa laser, lưu ý ha, thùng rác mới xóa laser. Và cái laser gốc á, bạn không thể nào có cái thùng rác được, bạn không thể nào xóa được, chỉ có những laser bạn thêm vào thì bạn mới xóa được thôi, laser gốc không xóa được ha. Tiếp theo cái mệt nghĩa là bạn có nhiều laser, bạn gập nó xuống, lập gập một cái laser bên dưới đó, ví dụ như nó, ví dụ như tôi có hai cái, ví dụ như tôi có hai cái laser như tôi có hai laser 12, 11 là tôi chọn laser trên, tôi nhấn cái tùy chọn này thì nó sẽ gặp một cái laser bên dưới, laser này là gặp lại thành 12 với 11 nè, nó thấy chưa, gặp thành một cái 12 với 11 vậy thôi. Gặp những cái laser mà chúng ta đang hiển thị chứ, đây nè, gặp lên thấy chưa, vậy thôi, gặp những laser chúng ta đang hiển thị. Đây là lưu ý kỹ ha, gặp những tất cả những laser nè, nhìn cái chữ tiếng Anh đó, gặp tất cả những laser đang hiển thị. Rồi còn này là gộp hết tất cả luôn, click đây thì nó gộp tất cả thành một layer gốc luôn, lưu ý cho kỹ. Rồi còn này là gì, cái này là xóa tất cả những cái cấp độ cao, nghĩa là cái layer bạn, ví dụ như layer bạn đang chọn là có cái level là 4 các bạn, level 4 nè, nhưng mà level của nó cao nhất của nó là level 6 lần. Ví dụ tôi sẽ gộp hết tất cả thành một đi. Rồi tôi lấy ví dụ ha, giờ tôi đang có cái level này là level 6 nè, cái layer này có level 6, giờ tôi xuống giảm xuống còn level 3. Rồi để tránh cho cái máy tôi bớt nặng máy á, tại vì cái bộ nhớ RAM đang sử dụng tới 226MB nè, tôi muốn bớt cái phần level 4, 5, 6 đi, thì tôi nhấn vô tùy chọn này thì nó sẽ xóa đi. Nó hỏi chúng ta có chắc chắn không, tại vì nếu bạn xóa thì sẽ mất chi tiết ha. Yes đó, thì cái level cao nhất chúng ta giờ là còn là level 3 thôi, không phải là level 6 nữa. Lưu ý nha, thao tác này cẩn thận nha, tại vì nó sẽ xóa những cái level cao hơn thì đồng nghĩa việc là nó sẽ xóa chi tiết chúng ta. Đó là cái thao tác của cái quản lý cái laser thôi. Cái này làm thực tế bạn sẽ thấy nó quan trọng lắm. Làm từng bộ phận, ví dụ như này ta làm cơ thể người, rồi sau đó bạn làm tới phần chi tiết người, tóc, tai, mũi, miệng, gương mặt, sau đó thêm quần, thêm áo, thêm ba lô, thêm súng, thêm kiếm gì đó ha. Mỗi cái ta làm một cái laser mới. Ok ha. Rồi, phần lý thuyết thì nó chỉ cũng đơn giản như thôi bạn. Khi nào tới bài tập thì nó mới hay hơn. Lý thuyết thì nó hơi nhàm chán như thôi. Rồi tôi kết thúc video này bạn. Tôi là Tú Phan đã nhận các bạn trên trang web là fankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.